Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày 29 tháng 9 năm 2021. Và trước mặt của các bạn là ngã tư đường Lê Duẩn và đường Hai Bà Trưng các bạn. Ngày hôm nay Tường Vũ Channel sẽ mời các bạn cùng đi lang thang một vài con đường chính ở trên địa bàn trung tâm Sài Gòn. Và hiện nay chúng ta đang có mặt trên đường Lê Duẩn ở hướng từ ngã tư đường Hai Bà Trưng về bên Thảo Cầm Viên. Lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Thời tiết tại Sài Gòn ngày hôm nay khá là trong xanh và trời rất là có nắng. Đường phố của trung tâm Sài Gòn, đặc biệt là đường Lê Duẩn trên mảnh của các bạn ngày hôm nay cũng khá là thông thoáng. Như vậy chúng ta chỉ còn một ngày nữa là sẽ hết cái thời gian kéo dài giãn cách xã hội, và tất cả mọi người chúng ta cũng đang mong chờ một cái cuộc sống bình thường mới sau ngày 30 tháng 9 năm 2021. Có thể nói con đường Lê Duẩn trên mảnh của các bạn là một trong những con đường đẹp nhất tại thành phố Sài Gòn. Bên tay phải mảnh của các bạn là số 25 đường Lê Duẩn, đó là Tổng lãnh sự quán Anh tại thành phố Sài Gòn của chúng ta. Trên mảnh của các bạn là hướng đi về thẳng Thảo Cầm Viên. Thảo Cầm Viên thì trong suốt thời gian vừa qua cũng đã 4 tháng kể từ khi dịch bệnh diễn biến khá là phức tạp trên địa bàn thành phố, thì các cái công viên cũng như là Thảo Cầm Viên hay là còn gọi là sở thú đó các bạn cũng đã tạm dừng hoạt động thời gian khá lâu. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày vừa qua, các con số ca nhiễm mới cũng có dấu hiệu giảm xuống, tuy nhiên chưa phải là con số mong đợi của thành phố Sài Gòn. Mặc dù chỉ còn một ngày nữa là chúng ta sẽ có một cái chỉ thị mới để thực hiện cuộc sống bình thường mới sau ngày 30 tháng 9. Và đây là ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và đường Lê Duẩn các bạn, bên tay phải là đường Tôn Đức Thắng. Có thể nói người dân của thành phố Sài Gòn cũng đang rất là mong chờ và lo lắng hồi hộp để xem thử là chỉ thị mới được áp dụng từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 sắp tới đây sẽ như thế nào. Và phía trước mảnh của các bạn chúng ta thấy vẫn còn một cái chốt kiểm soát dịch bệnh ở ngay ngã ba đường Nguyễn Bính Khiêm và đường Lê Duẩn các bạn. Thảo Cầm Viên có thể nói là một cái điểm du lịch, một cái điểm mà thu hút khá là nhiều khách du lịch ở trên địa bàn thành phố cũng như là các tỉnh lân cận, đặc biệt là các em bé thiếu nhi thì thích đến đây để mà vui chơi, giải trí rồi xem thú ở những cái dịp lễ hội. Chúng ta đang có mặt trên đường Nguyễn Bính Khiêm hướng về bên ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bính Khiêm các bạn. Nhìn chung đường phố Sài Gòn trong những ngày giãn cách xã hội kéo dài thì đường phố rất là thông thoáng và đẹp, sạch sẽ, không có rác cũng như là lượng xe cộ lưu thông trên các con đường của thành phố cũng giảm xuống hơn 85%. Chủ yếu là lượng lưu thông là những bạn shipper, những người vận chuyển hàng hóa các bạn. Và đây là ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Nguyễn Bính Khiêm. Chúng ta sẽ rẽ tới trái để đi về bên chỗ ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và đường Nguyễn Thị Minh Khai các bạn nhé. Hôm nay Tường Vũ Channel mời các bạn chúng ta đi dạo một vòng ở các con đường trung tâm để xem thử là tình hình phố xá cũng như là các cái cửa hàng đã chuẩn bị như thế nào để đón một cái cuộc sống bình thường mới bắt đầu sau một ngày nữa các bạn. Bên phía tay trái mạnh của các bạn là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Số 9 Nguyễn Thị Minh Khai. Còn một mặt nữa là nằm bên đường Đinh Tiên Hoàng. Đây là ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và đường Nguyễn Thị Minh Khai các bạn. Do mình muốn đi thẳng nhưng mà ở phía trên chỗ đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Phùng Khắc Khoan thì cũng đã có chốt rào chắn, cho nên là Tường Vũ Channel bắt buộc phải di chuyển lại con đường Lê Duẩn để chúng ta sẽ đi
đi về bên đường Đồng Khởi là đường tự do trước đây các bạn. Bên phía tay trái màn của các bạn là ngoài đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì còn có trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, có thể nói là một một ngôi trường đại học khá là nổi tiếng ở tại thành phố cùng với những trường đại học khác. Rồi, chúng mình sẽ đi lại con đường Lê Duẩn để mình sẽ đi về bên chỗ bưu điện thành phố các bạn nhé. Bởi vì hiện nay thì muốn đi theo cái hướng của mình thì nhiều khi nó cũng đã bị rào chắn cho nên là cũng rất là khó đi. Đôi khi phải đi vòng mấy vòng mới tìm được một cái lối đi khác các bạn. Có thể nói con đường Lê Duẩn này cũng khá là đẹp các bạn. Nhiều tòa nhà cao tầng cũng như là những hàng cây xanh khá là đẹp. Phía trước mặt của các bạn là ngã tư đường Mạc Đĩnh Chi và đường Lê Duẩn. Ngoài Tổng lãnh sự Quán Anh ở số 25 đường Lê Duẩn quận 1 thì ở tại số 4 đường Lê Duẩn quận 1 cũng có Tổng lãnh sự quán Mỹ cũng tọa lạc tại khu vực này các bạn. Bên tay phải màn của các bạn là cà phê Highland. Cà phê này là trong những thương hiệu khá là nổi tiếng và thu hút rất là nhiều lượng khách đến đây để thưởng thức các cái hương vị cà phê. Đặc biệt đối với nhân viên văn phòng thì người ta muốn thưởng thức những ly cà phê ngon. Đây các bạn, bên tay phải màn của các bạn là lãnh sự quán Mỹ số 4 đường Lê Duẩn, quận 1 các bạn. Đây là ngã tư đường Hai Bà Trưng và đường Lê Duẩn ha. Cái hướng của chúng ta đang đi thẳng là về bên chỗ Dinh Độc Lập các bạn. Và Thường Vũ Channel xin phép chia sẻ một vài thông tin về tình hình dịch Covid-19 trong vòng 24 giờ qua ở tại thành phố cũng như là một số tỉnh lân cận. Như vậy tính từ lúc 17 giờ ngày 28 tháng 9 cho đến 17 giờ ngày 29 tháng 9, trên hệ thống quản lý quốc gia về ca bệnh Covid-19 đã ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh có tổng số ca là 4.699 ca, tiếp theo là Bình Dương có 2.389 ca các bạn. Còn các tỉnh còn lại thì dưới 1.000 ca, có nghĩa là khoảng 4-50, rồi có tỉnh Đồng Nai thì cũng khá cao là 899 ca. Như vậy thì các con số ca bệnh cũng đang thấy vẫn còn khá là phức tạp các bạn. Bên tay phải màn của các bạn là Diamond Plaza, một trung tâm thương mại thời trang khá là nổi tiếng và đã tồn tại khá là lâu rồi các bạn. Bên tay phải là đường Phan Ngọc Thạch. Chúng ta sẽ rẽ tay trái để đi về hướng của trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn các bạn. Có thể nói nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là một trong những ngôi vương cung thánh đường, hay còn có thể gọi là nhà thờ chánh tòa Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà cũng đang trong quá trình đại trùng tu. Vì lý do dịch bệnh Covid-19 kéo dài cho nên là ngôi thánh đường này cũng đã không có hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trước mặt của các bạn là đường Nguyễn Du các bạn. Chúng ta nhìn ngắm một một chút về nhà thờ Đức Bà cũng như là bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có thể nói là một cái điểm thu hút khách du lịch khá là lớn, không những khách du lịch ở tại thành phố Sài Gòn mà cũng như là khách du lịch ở cả nước.
và đặc biệt là khách quốc tế thì cũng thường xuyên, hầu như là 100% khách du lịch đều đến thăm nhà thờ Đức Bà cũng như là bưu điện thành phố mỗi khi mà có dịp họ đến với Việt Nam của chúng ta. Nhìn hai cái tháp chính của cái tháp chuông chính của nhà thờ các bạn, giàn giáo vẫn đang còn bao vây để mà trong quá trình sửa chữa cũng như là đại trùng tu. Và đây là bưu điện thành phố lặng lẽ vắng bóng. Mình sẽ đi dạo một vòng ở xung quanh đây để mình chia sẻ các cái thông tin về hình ảnh đường phố cũng như là các cái điểm du lịch khá là nổi tiếng. Đây là mặt trước của bưu điện thành phố các bạn, rất đẹp. Thành phố của chúng ta trong những ngày vừa qua thì dần dần cũng đã tháo dỡ các cái rào chắn ở các cái con hẻm và một số tuyến đường sau nhiều tháng thiết lập để kiểm soát hạn chế người đi ra đường. Và theo đó dự kiến sáng ngày mai là ngày 30 tháng 9 năm 2021 thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố của chúng ta sẽ tổ chức họp báo để thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch tại thành phố kể từ ngày 1 tháng 10. Có thể nói rằng cho đến nay thì thành phố đã có 7 lần nâng cấp độ giãn cách xã hội theo chiều hướng là mỗi lần sẽ cao hơn. Và tính đến nay thì tại địa bàn thành phố Sài Gòn đã trải qua hơn 80 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Và nếu tính cả tổng cái thời gian mà bắt đầu thực hiện chỉ thị số 15 mà sau đó đến chỉ thị số 16 và cho đến nay cũng đã hơn 120 ngày giãn cách. Một khoảng thời gian khá là dài các bạn, khá là dài. Và chúng ta đang có mặt trên đường Đồng Khởi, có nghĩa là đường tự do trước đây các bạn. Chúng ta đang tiến về bên chỗ ngã tư đường Đồng Khởi và đường Lý Tự Trọng ha. Bên tay phải thì cái hướng của chúng ta đang đi về bên qua ngã tư Lý Tự Trọng sẽ là Ủy ban Nhân dân thành phố, còn bên phía tay trái là Vincom, Vincom số 72 Lê Thánh Tôn. Vincom thì nằm nhiều mặt các bạn, có thể mặt Lý Tự Trọng hoặc là mặt bên đường Lê Thánh Tôn và mặt đường Đồng Khởi. Đây là ngã tư đường Lê Thánh Tôn và đường Đồng Khởi các bạn. Chúng ta về tay phải thì về bên trước cổng chính của Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với khách sạn Red. Và bên tay trái là khách sạn Continental, một trong những khách sạn khá là đẹp các bạn. Tiếp theo đó là bên tay trái là nhà hát thành phố. Khu vực này có thể nói là một khu vực khá là đẹp và thu hút khách du lịch cũng như là các bạn trẻ vào những ngày cuối tuần tập trung lại ở các cái khu vực này để mà thư giãn cũng như là đi đi bộ để mà ngắm cảnh đường phố các bạn. Bên tay trái màn của các bạn là khách sạn Caravelle. Chúng ta vừa đi qua bên tay phải là khách sạn Bông Sen các bạn. Đây là có thể nói là một trong những khách sạn khá là lâu đời ở tại địa bàn thành phố của chúng ta. Và đây là ngã tư đường Mạc Thị Bưởi và đường Đồng Khởi. Chúng ta rẽ tay phải thì về bên phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn. Còn rẽ tay trái thì về bên chỗ ngã ba đường Hai Bà Trưng.
vấn đề chính của thành phố chúng ta trong giai đoạn sắp mở cửa tới đây là đẩy mạnh việc lưu thông hàng hóa cũng như là về giao thông vận tải. Đặc biệt là sẽ có nhiều kế hoạch để mở lại các dịch vụ hoạt động cũng như là các cái chợ truyền thống cũng sẽ nghiên cứu dần dần nới lỏng và sẽ mở dần để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn trong cuộc sống hàng ngày. Và những thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.